Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên mạng đang xuất hiện thông tin về việc thành phố Rạch Giá cũng như là tỉnh Kiên Giang xuất hiện ca nhiễm COVID-19. Vậy thì thực hư vấn đề này như thế nào? Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang có cuộc phỏng vấn với bác sĩ chuyên khoa 1 Cao Thành Nam, giám đốc Trung tâm Bệnh kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang. Thưa bác sĩ, xin bác sĩ cho biết về thực hư vấn đề thành phố Rạch Giá xuất hiện ca nhiễm COVID-19 là như thế nào ạ? Tôi có thể khẳng định là thông tin trên là hoàn toàn không chính xác. Và thay mặt đơn vị làm phụ trách về công tác giám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, tôi khẳng định tới thời điểm này trên địa bàn tỉnh Kiên Giang chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với COVID-19. Thưa bác sĩ, vậy thì tỉnh Kiên Giang đã có thực hiện những biện pháp như thế nào để kiểm tra và khẳng định những trường hợp này là không nhiễm COVID-19 ạ? Theo quy định của Bộ Y tế, những trường hợp mà nhập cảnh vào Việt Nam đều phải cách ly 14 ngày để theo dõi. Trong những trường hợp nghi ngờ thì chúng ta lấy mẫu xét nghiệm. Thì đây là trường hợp hai sinh viên ở chung phòng với ký túc xá tại ký xá Kiên Giang tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì do cái trường hợp sinh viên kia có đi Thái Lan sau đó về Việt Nam thì có ở chung với hai sinh viên này. Về theo quy định của Bộ Y tế là chúng ta trong những trường hợp chúng ta chưa có kết quả xét nghiệm thì chúng ta đều phải cách ly những trường hợp tiếp xúc gần với cái người nhập cảnh. Thì trên cơ sở đó thì khi sinh viên về Kiên Giang sống với gia đình thì địa phương cũng tới và giám sát thì yêu cầu cách ly trong trường hợp chờ kết quả xét nghiệm đối với sinh viên đi Thái Lan về. Thì tới thời điểm này để chủ động công tác giám sát thì ngành y tế có động viên gia đình và hai sinh viên này chúng ta cách ly theo quy định, thì cách ly tập trung và cách ly tại cơ sở y tế. Thì tới trưa nay thì cái kết quả chính xác của cái cô nhập cảnh sinh viên ở chung với hai sinh viên ở Kiên Giang là âm tính. Do đó vấn đề cách ly hiện nay là không cần thiết và hai sinh viên cùng với gia đình ở Kiên Giang thì đã được ngành y tế động viên về theo dõi sức khỏe ở tại gia đình và không có vấn đề gì liên quan tới cái vấn đề nghi nhiễm COVID-19 như thông tin đang lan truyền. Khẳng định thêm một lần nữa là qua công tác giám sát tới thời điểm này, tuy chúng ta có cách ly các cái trường hợp nhập cảnh tương đối nhiều, tuy nhiên thì qua cái kết quả xét nghiệm thì chúng ta chưa phát hiện trường hợp nào có nhiễm virus corona trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn của Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang.